Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình xuống tại hội trường thôn để quay truyền tải đến lễ công nhận bản kẻ sung đã đạt chuẩn nông thôn mới cho mọi người. Hôm nay thôn bản tổ chức đón nhận bằng nhá. Mình xuống quay truyền tải lên cho mọi người xem. Bây giờ hơn 3 giờ chiều rồi mà đoàn chưa đến mọi người. Đặc sản của dân tộc Thái. Đây là đầu bếp. Đây là đầu bếp, nhưng mà chỉ có món bằng đắng thôi. Bình bị. Đây là khâu chuẩn bị đón đoàn đến trao bằng mọi người. Đang trên đường đến. Các em mà chuẩn bị lên sàn mọi người. Tầm cỡ 10 phút nữa lên sân khấu thôi. Duyệt chưa? Ổn định chưa? Em mặc trang phục người Thái đẹp quá mọi người. Đoàn trao bằng đã đến rồi nha mọi người.
nông thôn mới. 6. Công bố quyết định công nhận bản đặc chuẩn nông thôn mới sau bản công nhận. 7. Đại biểu lãnh đạo các cấp phát biểu. Lãnh đạo huyện phát biểu. Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Giờ thì ba con cả mấy điều được mời và đoàn ra băng cùng nhau uống rượu cân thôi. Rượu cân của hai vò mấy người, vò tàu hơi kém, vò này thì uống được ngon lìm luôn. Vò rượu thì ngọt quá mọi người, vò đầu tiên hơi kém, vò này quá ngọt luôn, ngọt kiểu như mình bỏ thêm đường vào. Giờ vào dọn cơm ra ăn mọi người. Có đoàn Việt Áo Băng với là các đại biểu được mời đến đây thì cùng nhau ăn cơm đây luôn nha. Cơm vào dọn ra hết rồi. Ăn cơm sống mới đến là tiết mục nhảy múa. Tết
Ê, bà con đi tham gia buổi lễ mấy người giờ vẫn chưa về. Tối nay không tham gia trong hội trường nhá, để ra ngoài thôi nhá. Nâng đi, nâng đi.